Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn từ việc sử dụng điện không an toàn. Phản ánh của khán giả Minh Hằng có số điện thoại 0378 và số cuối 451. Nước lũ tràn đồng, sản lượng cá linh non tăng cao nên giá bán giảm đáng kể. Phản ánh của khán giả Thúy Phương có số điện thoại 0978 và số cuối 847. Nếu áp dụng mô hình nhà lưới, người trồng táo ở Cam Ranh, Khánh Hòa có năng suất cao, giá bán lại ổn định. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 và số cuối 456. Vườn nho vùng Bảy Núi An Giang, điểm đến thu hút du khách dịp nghỉ lễ. Chia sẻ của khán giả Huy Hoàng có số điện thoại 0963 và số cuối 721. Gặp gỡ chàng trai xứ biển Kiên Giang, đêm đêm chạy xe hút đinh dọc lề đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, qua chia sẻ của khán giả Lê Nguyên có số điện thoại 0968 và số cuối 482. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình cháy nổ trong những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được kiềm chế, giảm ở cả 3 mặt gồm số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, việc sử dụng điện trong sinh hoạt, nhất là trong mùa mưa, tại một số hộ gia đình chưa được đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Trên tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai các biện pháp nhằm tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân một số biện pháp phòng ngừa nguy cơ trên. Vào trưa 14 tháng 8, tại căn nhà số 444C, Nguyễn Trãi, khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau, do anh Nguyễn Khánh Vinh và chị Võ Tuyết Mai làm chủ, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Trong thời điểm nọ, gia đình anh Vinh đi vắng. Rất may, người dân sinh sống gần đó kịp thời phát hiện và báo cho lực lượng chữa cháy, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương phá cửa, nhanh chóng dập tắt. Theo số liệu của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 6 vụ hỏa hoạn. Trong đó sử dụng điện sinh hoạt không an toàn chiếm khoảng 50%, tập trung vào các nguyên nhân chủ yếu như hệ thống điện lâu ngày chưa được thay thế sửa chữa, dây điện chưa đảm bảo với yêu cầu sử dụng điện trong gia đình, đặc biệt là sự chủ quan không tắt hoặc vẫn để nguyên phích cắm điện khi không sử dụng. Có thể bắt nguồn từ cây quạt nó nằm ở đây nè anh, nó gây cháy xong rồi cái nhựa của cây quạt nó nhiễu xuống cái miếng nệm. Cái nệm với cái giường em để ở đây với có ít quần áo thì nó cháy miếng nệm lên kia ra khói á. Dạ, nên có thể là cháy bắt nguồn từ cây quạt. Ngoài ra, theo đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau, khi các hộ gia đình có công việc phải ra ngoài, có người trông coi hoặc tắt hết các thiết bị không sử dụng để phòng ngừa chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Song song với công tác tuyên truyền, Công an Cà Mau còn tăng cường việc kiểm tra tại các hộ gia đình có sản xuất kinh doanh, nhất là các địa điểm có nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ. Thông qua đó hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, bố trí các vật dụng thiết bị phòng cháy đúng quy định, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Như vậy, để có thể phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn từ việc sử dụng điện không an toàn, thì trước hết, mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan lơ là, cần phải thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị điện không an toàn, đảm bảo và ghi nhớ tắt hết các thiết bị khi không sử dụng. Cũng khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động kiểm tra bố trí lại hệ thống điện, không nên bố trí những cái chất dễ cháy gần nơi mà thường xuyên mà phát sinh những cái thiết bị cũng như là những cái nguồn lửa nguồn nhiệt khu vực, và đồng thời phải tự kiểm tra những nơi mà thường xuyên sử dụng những thiết bị điện, chủ động thay thế những thiết bị mà thấy là nó
lâu ngày hoặc là nó không đảm bảo điều kiện an toàn thì chúng ta chủ động thay thế. Thành công trong gian khó, khởi nghiệp từ những sản phẩm nông sản như sữa bắp, cũng gạo lứt đều có nhãn mác thương hiệu để tiếp cận khách hàng trong tỉnh cũng như các tỉnh bạn thông qua mạng xã hội, kết nối qua kênh hỗ trợ giới thiệu sản phẩm. Năm 2021, chị Trang tiếp tục nghiên cứu đưa vào sản xuất sản phẩm muối cá lá từ nguyên liệu chính là cá nục tươi, một loại hải sản có lượng khá lớn, giá thành rẻ ở vùng biển Quảng Trị. Trong nguyên liệu là cá nục tươi, yếu tố quan trọng hàng đầu để chế biến. Sau đó là các loại gia vị theo một tỷ lệ phù hợp, kết hợp với hệ thống máy móc được đầu tư để hấp cá, rang sấy trong khoảng 5 tiếng đồng hồ và đóng gói theo tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Bước đầu sản phẩm đã được thị trường đón nhận tại thị trường Lào, Campuchia, Thái Lan vì hợp khẩu vị của người dân ở đây. Tại vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, con nước nổi về nhiều nguồn thủy sản đánh bắt trong tự nhiên cũng gia tăng. Trong đó có cá linh, đặc sản nguồn nước nổi. Số lượng về nhiều nên giá bán hiện tại cũng đã giảm mạnh so với thời điểm đầu vụ. Cụ thể, nhiều người dân đánh bắt cá linh mùa nước nổi cho biết, nếu cách đây 3 tuần cá linh non có kích thước chỉ bằng đầu đũa ăn, số lượng ít, mỗi hộ chỉ đánh bắt được từ 1 đến 2 kg một ngày, thì hiện tại con nước nổi về nhiều, lượng cá linh trong tự nhiên cũng gia tăng kích thước, mỗi con bằng ngón tay út. Một ngày một hộ có thể đánh bắt khoảng 10 kg, giá bán cũng thấp hơn so với trước. Mỗi kg cá linh được bán tại chỗ chỉ từ 70 đến 80 ngàn đồng một kg. Riêng cá đã được móc hầu làm sẵn bán tại chợ đầu nguồn Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, dao động từ 120 đến 150 ngàn đồng một kg. Giá này giảm khoảng 50 nghìn đồng một kg so với đầu vụ. Còn tại các khu vực chợ lớn, trung tâm thì tùy vào chi phí vận chuyển mà cá linh sẽ được bán với giá khác nhau. Cá linh là đặc sản của mùa nước nổi, thường được chế biến thành nhiều món ăn đi kèm cùng bông súng, tiên điển hay rau muống đồng. Trong đó ngon nhất vẫn là cá linh nấu canh chua bông điên điển nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng tìm mua khi có nước đổ về. Với niềm đam mê nông sản sạch, chị Trần Thị Trang ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo ra những sản phẩm tiết cận với người tiêu dùng. Sản phẩm muối cá là một sản phẩm mới cũng được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, giải nhất khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021. Năm 2021, sản phẩm muối cá lá đã đạt giải nhất khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức. Đây chính là động lực lớn để Trang tiếp tục thực hiện ước mơ, mở rộng quy mô sản xuất của mình trong năm 2022. Xuất phát từ cái ý tưởng là ban đầu thì tôi thấy cái nguồn nguyên liệu quả nục tươi tại quê hương, tại cái vùng biển Quảng Trị của Tùng Minh nó rất là dồi dào, đặc biệt là vào mùa tầm tháng 4, tháng 5 là cái mùa cá nục là cá quá rẻ, cho nên tôi thấy là cái một nguồn nguyên liệu rẻ mà lại là dồi dào như vậy, mà lại tại vì sao mình không phát triển ra một cái sản phẩm mà mang cái giá trị nó cao hơn. Cho nên là tôi đã suy nghĩ và cũng tìm tòi và thử rất là nhiều cách, và sau đó thì tôi cũng đã từ đó thì tôi cuối cùng là cũng tạo ra cái sản phẩm muối cá lá này, thì cái giá trị nó nâng cao rất là nhiều. Không chỉ muối cá lá mà các dòng sản phẩm đều hướng đến sản xuất sạch, an toàn từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến đảm bảo quy trình sản xuất khép kín với máy móc hiện đại và đảm bảo chất lượng. Thời điểm này, các nhà vườn trồng táo đang bắt đầu đến vụ thu hoạch. Tại Khánh Hòa, các nhà vườn Cam Ranh năm nay nhờ thuê trồng trong nhà lưới nên năng suất thu hoạch cao. Họ đang tất bật thuê nhân công hái lượm cho kịp thời điểm táo chín. Ghi nhận tại xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, nơi được coi là vùng trồng táo nhiều nhất của tỉnh Khánh Hòa với hàng trăm hecta táo. Năm nay nhờ áp dụng mô hình nhà lưới để chống nạn ruồi vàng cắn phá nên hầu hết các vườn trồng táo đều cho năng suất cao. Với mô hình mới này, nhà vườn chỉ phủ lưới cao khoảng 3,5 mét và điều chỉnh nước tưới phù hợp bằng phương pháp tưới tỉa. Cây táo sẽ tăng trưởng tốt, cho năng suất cao gấp nhiều lần so với những năm trước khi chưa áp dụng mô hình này. Cây táo luôn bị ruồi vàng cắn phá hay bị nhiều sâu bệnh đã khiến người trồng táo khốn đốn. Hiện sản lượng táo tại vườn đều đã được bao tiêu với giá bán ra trên dưới 15.000 đồng một kg, tăng hơn so với năm trước. Táo Cam Ranh không chỉ tiêu thụ tại Khánh Hòa mà còn phân phối đi nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh.
Được biết mùa thu hoạch táo tại Cam Ranh sẽ kéo dài từ nay cho đến cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu hồ Ô Thum, xã Ô Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang đã trở thành điểm đến của nhiều du khách. Vì đến đây, du khách chìm đắm trong cảnh núi non hoang sơ hùng vĩ và thưởng thức hương vị độc đáo của món gà đất Ô Thum. Nắm bắt được thị hiếu của du khách gần xa và mong muốn góp phần thúc đẩy du lịch tại địa phương, ông Nguyễn Văn Hiền, quê ở Sóc Trăng, đã mạnh dạn đem các giống nho về trồng tại khuôn viên quán vườn nho, xã Ô Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Đến nay, vườn nho đã vươn mình phát triển và thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp hình. Thì lạ thì khách du lịch ta tham quan nhiều. Nói chung là phong cảnh tuyệt đẹp. An Giang trồng được là đặc biệt. Trên diện tích khoảng 2 hecta, ông Hiền trồng các giống nho như Đinh Thuận, Móng Tay 152, nho mẫu đơn, nho xanh, nho ba màu. Từ lợi thế của vùng núi với nắng và gió đã tạo điều kiện cho vườn nho phát triển, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Hiện vườn nho đã bắt đầu cho trái và vào dịp lễ này, địa điểm vườn nho tại Ô Thum trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa. Đồng thời tại vườn nho cũng tiếp tục quá trình chăm sóc xử lý những cây nho phát triển tốt, đón khách tham quan trải nghiệm vào dịp Tết Quý Mão 2023. Từ đường Mạc Cửu rồi qua đường Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng, chiếc xe tự chế hút kim loại của anh Trần Tiểu Phùng, 35 tuổi, ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, cứ thế lặng thầm lên lỏi chạy trong đêm. Xe của anh chạy đến đâu, những mảnh kim loại, những cây đinh, ốc vít sắc nhọn nằm vương vãi ngoài đường lộ cũng đều được nam châm hút sạch, trả lại tuyến đường an toàn cho người tham gia giao thông. Công việc tử tế này được anh Phùng ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, trước đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên anh không thể làm được. Sau khi dịch bệnh ổn định và trở về cuộc sống bình thường mới, anh Phùng mới bắt tay vào thiết kế và chế ra chiếc xe hút kim loại giúp người tham gia giao thông trên các cung đường nội ô thành phố Rạch Giá an toàn. Làm một cái xe hút kim loại này á, nó cũng xuất phát từ cái mình đi trên đường á, giữa trời nắng trưa đó, thấy mấy cô chú anh chị đó rồi bể bánh xe mà dắt á, thì mồ hôi quá trời tầm tã luôn, mình thấy thương lắm, tại vì mình cũng trong cái hoàn cảnh đó, mình cũng biết. Và nhiều khi á, ban đi ban hôm á thì kiếm một cái chỗ giá xe rất là khó, thì cũng chính từ xuất phát cái vấn đề đó thì mình trong cái ý tưởng mình tự nhiên sao mình không tự thiết kế ra một cái xe để mình hút đinh để giảm tải bớt cái tình trạng bể lớp bể vỏ cho bà con mình. Nghĩ là làm, anh Phùng lên mạng tìm hiểu về xe hút kim loại rồi tự thiết kế. Ban đầu anh thiết kế xe nhỏ nên ít hiệu quả, sau đó anh thiết kế lại được cấu tạo gồm 3 phần chính, phần thùng xe, bánh xe và đặc biệt là có 3 dàn nam châm hút kim loại. Thì tổng cái nam châm á, mà đầu tư vô đó là khoảng 18 viên. Thì cái số tiền đầu tư nam châm thì khoảng 1 triệu mấy. Phần thùng xe thì cũng khoảng 1 triệu mấy. Nhưng cũng được nhờ anh hàng xóm hỗ trợ thì cũng đỡ được phần nào. Có xe anh Phùng sẽ đi hút kim loại ngoài đường từ 2 đến 3 ngày một tuần. Do sáng bận công việc nên anh thường đi ban đêm. Đồng thời anh sẽ chạy ở nhiều tuyến đường khác nhau trong nội ô thành phố Rạch Giá. Có ngày anh hút rất nhiều loại ốc vít, đinh và dây chì, dây kẽm nằm vương vãi ngoài đường như trực chờ bẫy người tham gia giao thông khi vô tình cán phải. Cũng tốt đó, rồi đi làm vậy là cũng như sạch sẽ ngôi trường, không có bị đinh xe đồ này nọ, rồi ta chạy đồ cũng khỏe nữa, cũng an toàn giao thông đồ này nọ cũng được, nó cũng hiền lắm. Mấy ngày nó sống cũng hòa đồng ở xóm riền rồi nãy kia hòa đồng nó làm gì, nó làm cho dân chúng mình chạy xe đó không có cho đường nó đập đinh nãy kia, nó thấy gì thấy nó cũng an toàn nữa. Rồi qua cái đợt dịch đó người cũng nói thôi, vậy nếu mà anh muốn làm anh cứ làm đi, rồi qua đợt dịch đó là ăn Tết rồi bắt đầu là anh mới làm, nhưng mà làm là đầu năm
nhưng mà không có khởi hành được, lý do là nó còn thiếu nhiều thứ á, thiếu mấy cái cục 500 rồi thiếu đủ thứ hết trơn á, rồi cái mô hình là đã làm sạch rồi hết rồi đó, nhưng mà do nó bị thiếu mấy cái 500 này kia nọ chưa có hoạt động được, rồi cái rồi chưa có hoạt động được, rồi anh nói thôi thôi nếu mà gì thì có bao nhiêu mình làm nhiều, ban đầu là cái xe nó nhỏ, rồi anh mới đi làm, anh đi làm thì nó mình cũng động viên anh đi làm cũng cố gắng là cẩn thận, rồi chiều thường về cũng cơm nước rồi kia nọ sớm sủa đó, rồi pha sẵn cái nước treo lên xe ảnh cho anh đi, rồi dặn anh đi làm cũng cố gắng cẩn thận đó, rồi về tranh thủ về cho sớm. Dòng xe lưu thông trong đêm trên nội ô thành phố Rạch Giá rất tấp nập, nhưng chiếc xe hút kim loại của anh Phùng không lẫn lộn vào bất kỳ chiếc xe nào. Xe anh chạy tới đâu là kim loại nằm trên đường đều hút sạch. Anh Phùng dự định tới đây còn làm thêm mô hình phát xăng miễn phí cho xe lỡ hết xăng dọc đường. Anh Phùng làm việc tuy nhỏ, không cần ai trả công, nhưng ý nghĩa mang lại rất to lớn vì nó không chỉ xuất phát từ lòng tử tế của anh, mà còn mong muốn góp chút sức giúp cho người dân lưu thông an toàn trên đường. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình cháy nổ trong những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được kiềm chế, giảm ở cả 3 mặt gồm số vụ, số người tử vong, số người bị thương. Tuy nhiên, việc sử dụng điện trong sinh hoạt, nhất là trong mùa mưa, tại một số hộ gia đình chưa được đảm bảo an toàn, tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ. Trước tình hình này, Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai các biện pháp nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân một số biện pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ này. Phản ánh của khán giả Minh Hằng, số điện thoại 0378 và số cuối 451. Tại vùng đầu nguồn, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp có nước nổi về nhiều, nguồn thủy hải sản đánh bắt trong tự nhiên cũng gia tăng, trong đó có cá linh, đặc sản mùa nước. Số lượng về nhiều nên giá bán hiện tại cũng giảm mạnh so với thời điểm đầu vụ. Hiện mỗi kg cá linh được bán tại chỗ từ 70 đến 80 ngàn đồng một kg. Riêng cá đã được móc hồng, làm sẵn bán tại chợ nguồn cả sách, xã Thường Thới Hậu A, dao động từ 120 đến 150 ngàn đồng một kg. Giá này giảm khoảng 50.000 đồng 1 kg so với đầu vụ. Phản ánh của khán giả Tín Phương, số điện thoại 0978, mã số cuối 847. Với niềm đam mê nông sản sạch, chị Trần Thị Trang ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo ra những sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng. Sản phẩm muối cá lá là một sản phẩm mới được chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, giải nhất khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021. Phản ánh khán giả Huy Quang, số điện thoại 0397 và số cuối 524. Tại thời điểm này, các nhà vườn trông táo đã bắt đầu đến vụ thu hoạch. Tại Khánh Hòa, các nhà vườn cam ranh năm nay nhờ thuê trồng trong nhà lưới nên năng suất hoài cao hơn. Họ đang tất bật thuê nhân công hái lượng cho kịp thời điểm táo chín. Hiện sản lượng táo tại vườn đã được bao tiêu với giá bán trên dưới 15.000 đồng một kg, tăng hơn so với năm trước. Táo cam ranh không chỉ tiêu thụ tại Khánh Hòa mà còn phân phối đi nhiều tỉnh thành khác trong cả nước và nhiều nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết mùa thu hoạch táo tại cam ranh kéo dài từ nay đến cuối năm. Phản ánh khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 và số cuối 456. Từ lâu thì hồ Ô Thum, xã Âu Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang đã trở thành điểm đến của nhiều du khách.
Vì đến đây, du khách được đắm chìm trong cảnh núi non hoang sơ, hùng vĩ và thưởng thức những hương vị độc đáo của món gà đốt, hủ thu. Hiện đã bắt đầu cho trái, vào dịp lễ này, địa điểm vườn nho tại Ô Thum trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa. Đồng thời tại vườn nho cũng tiếp tục quá trình chăm sóc xử lý để những cây nho phát triển tốt, đón khách du lịch tham quan trải nghiệm tại vườn vào dịp Tết Quý Mão 2023. Chia sẻ khán giả Huy Hoàng, số điện thoại 0963 3 số cuối 721. Từ đường Mạc Cửu rồi qua đường Trần Hưng Đạo, Tô Đức Thắng, chiếc xe tự chế hút kim loại của anh Trần Tiểu Phùng, 35 tuổi, ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, cứ thế lặng thầm len lỏi chạy trong đêm. Xe anh chạy đến đâu thì những mảnh kim loại, những cây đinh, ốc vít sắc nhọn nằm vương vãi ngoài đường lộ, cũng đã được nam châm hút sạch, trả lại tuyến đường an toàn cho người tham gia giao thông. Chia sẻ khán giả Lê Nguyên, số điện thoại 0968 và số cuối 482. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.